đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương. Bản nhất xin trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành ủy phố, đại biểu các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố. Kính thưa các quý vị đại biểu, các đồng chí, cùng đoàn là vùng đất địa linh nhân kiệt, thời kỳ nào cũng nuôi dưỡng và tỏa sáng. Thành phố Hải Dương đã có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo. Kinh tế của thành phố liên tục tăng trưởng qua các năm, đến các khu dân cư ngày càng góp phần nâng cao giá trị hưởng thụ về tinh thần, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người dân. Thầy Hùng Vương, Hải Dương thuộc bộ Dương Tuyển, thầy Lý là Hải Đông Lộ, thầy Trần đổi thành Hồng Lộ. Năm quan thuận thứ 10, sáu đời vua Trình Lê. Sử sách chép lại rằng nhà Mạc dâng bốn châu cho giặc phương Bắc, tướng quân Ninh Văn Tản đã dẫn lên lấy lại triều Túc Tướng, được lập đền thờ khi còn sống gọi là Sinh Tử, khi mất ông được phong là Thành Hoàng Bản Thổ Thượng Đẳng. Quyết chiến quyết thắng đập tan ý đồ bành trướng của đế quốc Nguyên Mông trong ba lần xâm lược nước ta. Sáng đứng anh hùng tường tận lực cao, mực tài đức cao minh, trang tuấn kiệt hiểu sâu tam lược, động viên tướng sĩ trọng dụng nhân tài, thương xót quân dân tiêu trừ lục tặc. Ba quân tướng sĩ tạm thường tới bữa cuối năm, nửa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước làm. Này các ngươi, thân chịu quốc sĩ mà không biết thẹn, làm tướng triều đình yến sư ngụy mà không biết căm. Nếu bất chợt có giặc Mông thắt tràn sang, thì cưa gà trống không đủ đâm thủng áo giáp của giặc. Mẹo cờ Hưng Đạo Vương Tử, vạn kiếp hữu sơn dài kiếm khí. Lúc đầu đại vương Trần Quốc Tuấn với tư tưởng vua tôi đồng tâm, anh em hòa bình, cả nước góp sức khoan thứ toàn quân, làm kế sách giữ nước là tư tưởng vượt thời gian, là chân lý trong mọi thời đại mà hậu thế đã tôn vinh. Ta nghe hồn thiêng còn đâu đây, chí sĩ hiện tại đại dân cường, tâm tư trời cao vì dân quốc, khí phách hào hùng cuộn mình giao hòa, thiên ngang trời nam từ vương đế, nhân duyên địa lợi thời thiên tế. Thank you.
trần thành kính thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, là tấm gương sáng mẫu mực trong việc tìm hiểu và trân trọng những giá trị di sản văn hóa của dân tộc. Thành phố Hải Dương được khởi lập từ năm 1804 với tên gọi Thành Đông. Thành Đông ban đầu không có dân, chỉ có quan lại và quân lính. Dưới thời Pháp thuộc, Thành Đông là thành phố thứ tư ở Bắc Kỳ sau Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định. Năm 1923, toàn đảng của chúng ta, hội nghị tuyên bố tái lập tỉnh ủy, ban tỉnh ủy lâm thời tỉnh Hải Dương và chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Khang làm bí thư tỉnh ủy. Tháng 5 1945, chi bộ thị xã Hải Dương tái thành lập, đồng chí Đỗ Văn Thanh được chỉ. 8 giờ 17 phút ngày 30 tháng 10 năm 1954, tên lính thực dân cuối cùng rút khỏi đầu cầu Phú Lương. Cũng là lúc một hồi còi vang lên trên nóc rạp chiếu bóng Hòa Bình. Đoàn quân giải phóng xác định khi đó là bí thư khu ủy khu Tản Lạc, đọc diễn văn công bố thị xã Hải Dương hoàn toàn giải phóng. Chân lý không có gì quý hơn độc lập tự do. Quân dân Hải Dương vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu chống chiến tranh phá hoại và tích cực chi viện sức thời sức của cho đồng bào miền Nam với phương châm tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, khắc phục thiệt. Chiến đấu và phục vụ chiến đấu toàn thành phố có 2.537 liệt sĩ, 2.086 thương binh, bệnh binh, 202 mẹ Việt Nam anh hùng. Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý. 9 đơn vị của thành phố được tặng thưởng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 1 đơn vị được tặng anh hùng lao động cùng nhiều cá nhân được phong danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước, nhiều người con Hải Dương đã anh dũng hy sinh, góp phần cùng cả dân tộc làm nên một mùa xuân đạt thắng lợi. Lấp lánh đêm đêm canh giấc ngủ cho đời. Chào các chị các anh, lướt cánh trắng chào về trên làn gió mới, những linh hồn
trong hồn quốc cha ông. Mỗi sự hy sinh và lời tuyên thệ, các chị các anh nói về thời như thế bằng nấm mộ tên mình, tổ quốc ơi. Các chị các anh, máu đã thấm vào lòng đất Việt, để ngàn năm còn mãi tự hào. Hải Dương đạt tiêu chí đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh Hải Dương.
Đây là thành quả quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của thành phố Hải Dương, là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung. Với vị thế và tầm cao mới, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương tiếp tục ra sức phấn đấu và thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22, xây dựng thành phố Hải Dương xanh, sạch, văn minh, hiện đại. Được sắc muôn hoa Hải Dương, thành phố trẻ, những phố phường nhà cao tầng mới xây. Hải Dương, thành phố trẻ, nhà mới vươn cao. Hải Dương, thành phố trẻ, sáng ánh đèn, cầu phú lương đẹp xa. Chúng ta đã chiêm ngưỡng biểu tượng khu di tích quốc gia đặc biệt không gian kết bạc, một vùng dân sinh huyền bí của Hải Dương, tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh nhà. Nhưng du lịch Hải Dương đang tập trung làm nổi bật loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và văn minh. Mô hình của ngành thể dục thể thao Hải Dương, Hải Dương đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của phong trào thể dục thể thao cả nước. Phong trào thể dục thể thao được chúng phát triển sâu rộng, thể dục thể thao thành tích cao, không ngừng trưởng thành những nông môn thể thao muốn động, bóng bàn, bóng chuyền, bắn súng, điền kinh và bơi lội. Từng bước mô hình làm nghề truyền thống, có thể nói Hải Dương là quê hương của nhiều làng nghề truyền thống và danh tiếng như Trạm Khắc Đáng, Kim Chủ, cả nổi tiếng trong ngoài nước như là bánh đậu xanh hay là bánh thảo. Phát huy truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường của mảnh đất và con người thành Đông xưa, thành phố Hải Dương ngày nay, Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tự lực tự cường, năng động sáng tạo, vững tin vào đường lối đổi mới của Đảng, quyết tâm phấn đấu xây dựng thành và khát vọng của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Dương, đồng thời cũng là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với thế hệ mai sau.
người buồn xưa lưu danh đơn hàng danh tiên lừng lẫy hàn ông thắng thu nay xiết bao từng hào Hải Dương thân yêu đẹp sao một người bao dài lòng